Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện mô tô điện. Kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm 2 bánh, 3 bánh và 4 bánh, xe điện và xe xăng. Trong video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cái bộ nguồn thủy lực đa năng. Nói là bộ nguồn thủy lực nhưng thực chất nó chỉ là một cái đầu bơm sử dụng buli và tích hợp sẵn một cái van điều khiển ở trên đầu, kết hợp với lại một bộ bình dầu ngay ở phía trên. Bộ này có thể được gọi là một bộ combo đầy đủ. Bạn chỉ cần thao tác cái phần dây đai vào đây, quay nó là có thể bơm được dầu. Bộ này có thể dùng được cho cả máy xăng, máy điện và xe 3 bánh, 4 bánh và những cái mục đích khác nữa. Bình thường khi cái buli này quay thì phần dầu được bơm tuần hoàn lên cái bình này. Chỉ khi các bạn tác động vào cái tay van này, dầu mới được bơm đi lên cây ben. Và khi dầu lên cây ben rồi, thì nếu như các bạn muốn cây ben thu về, thì các bạn kéo van ngược lại, thì dầu sẽ được xả tự do về bình. Đấy là nguyên lý hoạt động của nó. Thực chất nó là một bộ bơm hoạt động một chiều, và dầu thì được xả ngược về thôi. Bộ này được ứng dụng làm trên những cái xe 3 bánh, xe 4 bánh có thùng lật hoặc tất cả những cái xe khác. Những cái mục đích khác đều có thể làm được. Bộ này thì nó rất là hoàn chỉnh và gói gọn cho nên là có thể kết hợp làm đơn giản. Nó chỉ cần sử dụng một dây dầu duy nhất dẫn từ bình này lên trên, dẫn từ van lên cây ben. Đây là một cây ben ví dụ như thế. Chỉ cần một đầu dây dầu vào đây và một đầu dây dầu lên cái bộ bơm này. Đây là chi tiết bộ bơm. Đây nó chỉ có một cái dây dầu ra đây thôi. Và đây chính là cái bộ van của nó. Còn đây là đầu bơm. Nó rất là đơn giản như vậy thôi. Liền một khối luôn. Bộ này nếu mà nằm trên cái xe 3 bánh máy xăng thì các bạn có thể kết hợp với một cái loại số lùi có buli, hoặc là có những nơi người ta tách cái chuyển động ở trục các đăng được kết nối lên với này cái bơm dầu này, rất dễ dàng. Các bạn chỉ làm một cái khớp ly hợp thôi. Đấy, cái khớp cứng ly hợp khi cần truyền chuyển động. Thì chúng ta làm cho cái khớp ấy nó kết nối vào là có thể để dùng cho cái bơm này được. Bộ bơm này thì đã sử dụng được cho những cái dòng xe 3-4 bánh có thể tải nặng lên đến 1,5 tấn ben thùng. Còn ứng dụng và lắp vào đâu thì cái đấy là tùy khách hàng mua về. Mình chỉ xin giới thiệu về các cái nguyên lý hoạt động của nó. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và nhấn cái biểu tượng chuông thông báo để cập nhật những cái video mới ra nhất của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.